À, à cái chợ đó là đó người ta xây rồi người ta bỏ không rồi hả? Không, à. Vô đông ra bán thì ai vô vô. À. Người ta cái nhà người ta bán mà hết rồi. Dạ. Rồi xây bỏ không đó. Dạ. Cái đi xây bỏ không mà cũng không dám lên tivi. Dạ. Cho dân huyện nó khỏi biết. À. Nó phải lắc luôn. À. Xây bắt mất một chỗ á. Dạ. À, vậy là giờ cái chợ nằm trong đó là coi như bỏ không đó. Xong rồi hồi giờ đâu có bán đâu hả? Chợ đó bị sao rồi, bắt không lông sao? Dạ. Chắc cũng bán được mấy ngày. Không, chưa bán ngày nào hết. Chưa bán ngày nào hết. À. Dạ. Bán không được. Lên đây bán không được. Dạ. Từ ngày xuống thì xin. Cái này là mình đi bắt đầu mình bán chờ chạy chờ dạo ha. À chờ chạy. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Rồi sáng giờ chạy mấy chợ rồi? Mấy con đường rồi? Chạy 2-3 chợ rồi. Chắc từ đây tới tới trưa chạy chắc cũng 10 chợ. Dạ. Dạ. Chị ở gần đây không? À Duyên Lạc á. Chị bán chợ chạy nè. À giờ cũng tiện quá ha, có gì đó người ta alo ha. Dạ, cũng khỏe. Di chuyển chết mẹ đi chỗ này. Mà trên đất liền nó không có mua dưa mẹ thấy ông quay ra là đúng rồi. Rồi làm ông làm YouTube rồi, rồi quảng cáo cho chị nha. Chị này là bán chợ chạy nè, ngon lắm, không có đắt. Cái này rau nhà mình không á hả chị? Dạ. Cái này chợ kêu bằng chợ gì cô? Chợ Duyên Hòa. Chợ Duyên Hòa. Dạ. Phương xin chào cô bác anh chị khắp nơi. Sáng nay Phương lại rong ruổi những con đường ở quê đó bà con các bác anh chị. Phương sẽ quay là xã Duyên Hòa, Duyên Khánh đó bà con các bác anh chị. Bây giờ bà con khán giả đi với Phương ha. Thì con đường này là con đường Hương Lộ 39. Bây giờ Phương sẽ quay là buổi sáng là người ta buôn bán rau trên vỉa hè nè, cũng rất là vui với bà con cô bác chị. Lúc này là làng quê. Ở đây là Phương thấy cái chị bán chè nè. Dạ chào chị. Hả? Em chào chị. Quay gì vậy? Dạ quay cho khán giả xem cái làng của mình mà. Ờ làng mình thấy hả? Dạ. Thông mới không? Dạ. Thôn này thôn mới hả cô? Chưa rồi. Chị? Còn lên hả? Còn lên hả? Còn thôn cũ nằm đâu? Hả? Thôn cũ. Dạ. Ở đây cũng có một cái chợ mà hả chị? Chợ Chồm Hổm. Còn ở ngay chỗ kia có một cái chợ, nhớ ngay chỗ kia cái chợ nhỏ nhỏ nữa. Dạ. Chợ này chỉ bán buổi sáng thôi hàng chút xíu thôi. Dạ. Bà bán cái cây nữa đó. Dạ. Chị bán được không? Dạ. Dạ. Nhà chị ở đâu lượn gần đây không? Nhà ở ngay chỗ ở bên sạch quẹ. Dạ. Mỗi lần bán gì lời khoảng 100 ngàn không chị? Nằm bạch cục bà. Dạ. Thùng đồ ngủ như đó lần 50 ngàn. Dạ. Bây giờ cũng... Dạ. 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 Rồi chị bán nhiêu đây là mình tự làm hay là mình lấy lại của người ta? Tự làm chứ. À, tự làm. Nghe làm. Dạ. Thôi em chào chị nha. Bên này là chỗ bán rau nè. Bên này là bán thịt. Mai lên đậu, mai đó lên đậu hũ bán cắt luôn. Dạ, đậu hũ. Quay cho mấy bà trái cây nè. Dạ, bà trái cây nè. Ô, bà dạ. Quay cho lên đầu động mẹ biết bé là bà Hoa, bà Hương. Bà Hoa, bà Hương. Dạ. Duyên Hòa. Thông thông đây nè, thông Bình Chánh. Cái nhà ngõ anh.
Đây, trái cây cũng còn nhiều ha. Mình bán tới chiều luôn hả chị? Dạ bán tới chiều anh ạ. À tới chiều luôn. Chiều mà đi chỗ khác. Dạ, à có bán chợ chạy không à? Chợ chạy á. Dạ chợ chạy á. Ủa chợ chạy là mình chở bằng xe lao á. À xe lôi á. Xe lao á. À bên kia kìa. Bên đây là xe lôi chờ sẵn rồi. Nằm kia kìa. Thôi em chào chị nha. Đây là bán cá. Đây là chợ quê hả cô ha? Đúng rồi, quê mà không quê. Dạ. Chợ quê mà không quê. Cái này mình làm sẵn ra bán nhiêu một ký cô? Tùy theo à. Dạ. Dạ. 30. 30 ngàn một ký. Cái này bắp nhà mình nữa hả cô ha? Bắp nhà nè. Có xè. Đây gì xào. Xào hành đó. Xào. Dạ. Lúc xào, lúa có xong xào. Dạ. Bắp nhà bẻ ngọt á. Dạ. Chứ còn nếu như mà bắp mà lấy liệu qua xong qua xuống nó lẹt. Dạ. Cô chỉ bán bắp thôi hả cô? Hả? Cô chỉ bán bắp thôi hả? Hả? Dạ. Bắp ở nhà trồng nhà bắp có bắp. Dạ. Chị bắp thôi chứ ở nhà có trồng gì không? Không, bắp không à. Dạ. Mình vũ lên mình đưa xuống á. Đó, đó gì đó. Không mà thổi, mình thổi cho nó văng à. Cho bớt rau á. Dạ. Cái này làm này giống nhớ tuổi thơ. Dạ, mốt lúa. Coi mốt không? Dạ không. Đi mốt lúa. Dạ. Đó, chắc chị hồi đó chị cũng đi mốt. Thôi nói rồi, trầm. Dạ. Dạ. Coi như là người ta gặt rồi á, chủ gặt rồi. Đúng mình rồi, đi mốt. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Mỗi lần đi mốt. Hồi đó nghe đi mốt đâu có biết đâu, tàn là cái chờ cái là lúa là hồi đó lúa bao á. Cứ đè đổ hốt hốt con vô bụi đổ ai mấy đứa đi mốt nhưng mà nó để ý. À. Nó để ý mình đổ đống lúa chỗ nào cái bắt đầu mình cho thổ má nó chịu có lúa rồi. À. Ai vợ vô hốt sạch trơn vô chiều không còn. Chút bớt. Không còn bụm lo hả? Chứ có biết mốt con mẹ gì đâu. Yeah, còn đi chặt củi cũng vậy, đi chặt củi cứ đi lên người ta đi trước á, ta chặt mình còn mình đụng mẹ nè. Còn có mình nó coi sống lửa đập cái bụt cái cây mũi nào nó một á. Chứ còn không tao cái chặt cái cây củi mà nó chắc chắn á, nó quýnh cái bụt vô trong ông quyển chết mẹ luôn á. Cây củi nào mà nó chắc ha. Dạ. Nó chồng nó. Dạ đúng rồi, đánh nó dội cái ra. Dạ, cái lửa. Sao hay quá. Dạ. Chặt cái sao nó có quýnh. Nó dội này hoài à. Hả? Giặt, mình chặt phải từ trên chặt xuống cho chị chặt ngang. Vậy chặt ngang không chân. Không chuyên nghiệp á. Dạ. Nó đi trong chân nó quấn không nhiều lần đâu quá thôi ta cỡ mẹ nó đi ai người ta cái trước ta chặt mình nó xong có lụm mẹ nó. Chặt người ta chặt sẵn á. Người ta chưa lụm là mình chưa lụm mình mê mình lụm lại. Còn đó bây giờ rồi. Chặt củi con mẹ gì đâu. Chặt củi chân sao mà nó quấn không có chân. Chờ ta chặt sẵn rồi đi lụm không quá. Lụm xong rồi ba cái củi đầu này cũng tới chắc vô lên luôn. Đúng rồi. Rồi người ta quay lại mất tiêu. Ta quay lại mất tiêu. Mất con cậu bà nó cho mình lâu mình đổ mình đổ đi chứ. Ông nào có biết chặt củi đâu trời. À, chứ quýnh phát nào lấy vợ vô trên đâu ông Nguyễn à. Chặt cái sao nó quýnh bụp vô trong cái chân lại trời. Dạ. Trời không thấu luôn. Nếu ruột đi ra nó quýnh vô trong ông Nguyễn này. Dạ. Chị chặt ngang không à. Ta chặt từ trên chân xuống. Chặt đó. Dạ. Coi mất lúa cái đè cái tiền ai chờ ta ấy. Không biết ngỡ đạp lúa chờ ta cái đầy cái bao cái sốt. Sốt trong cái nón nghe ăn, nón thì cực trơ, không ai đới, mình bưng cái thúng chơi. Cảm thấy nó có sốt cái sạc. Sốt rồi cái bắt đầu đi chứ là chị nha. Đổ. Dạ. Mấy đứa nó mốt chung với mình. Nó đỡ ý. Nó thấy gì cái đó, nó đỡ ý cái. Mình nghĩ là mình chiều mình có lúa mình hốt rồi. Dạ. Mình đâu có thì mình đi tà tà cho nó là ai vậy, nó đỡ ý hốt kịch trơ. Coi như là cô. Coi như là kiến ké ké ăn kiến á. Kiến ké ké ăn kiến. Chị cũng vui quá. Nhà chị ở đâu lận? Ở trong đây xíu nè. Xong đó trong đó kêu bằng trường học Trần Đại Nghĩa gần Trần Đại Nghĩa. Dạ. Mấy hồi đi núi là chặt củi là ở đâu? Ở núi nào? Ở trên Hòn Ngang nè. Hòn Ngang á. Ngay chỗ đường lên núi đó. Dạ. Lên dựng vòng lên núi á. Xe chưa? Xe chưa? Không mà học bây giờ dễ đi hơn rồi. Dạ. Đi khó khăn giờ. Hồi đó là đi bộ hay là đi xe đạp? Bây giờ hồi đó đầu đi chiếc xe đạp mà không có gì. Xe đạp có gì hả? Tao mùa mưa để nhăn đầy quần đầy áo hết. Mưa nên sáng cho hồi đó còn nhỏ mà mấy tuổi rồi mà. Dạ. Bà hỏi bác phải không?
thì nhắc lại nhớ kỷ niệm ha. Cũng 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 mê giáo, có người khác mê giáo hơn mình nữa. Vui hả? Hồi đó tôi hỏi nói luôn. Còn có như đây mà biết bao nhiêu người hỏi mà tôi nghe bà kêu kêu bà biết phải em không? Thôi em chào chị nha. Rồi chào cô Văn Bắp. Bên này cũng là rau nhè nè. Mấy cái bắp nhiêu vậy? Để hả? Thì bà bé của tôi sau chia để cút ra sau, cuối cùng sau đấy. Em 1.000 cái. Đây là lá vàng. Lá vàng, lá vàng. Rồi tóc tàn. Dạ. Cũng ở nhà hết luôn. Coi như ở nhà có gì là đem ra bán á. Dạ, rau muống nữa nè. Cái rau muống đó là bao nhiêu một ký cô? Rau muống này nè. À, một bó. Ồ, có 5.000 à. Tươi quá ha. Đi lần lần đây mấy cái chỗ cũng còn bán rau á, bà con có bán chị. Rất là xưa nè, như cái nhà này là ngày xưa chắc là cũng có tiền của bà con của bác chị. Bên này là bán dừa. Là bán dừa nè. Bên này là bán ăn sáng, giờ cũng hết rồi chị. Bên này bán bánh canh. Dạ chào chào chị. Dạ chào ba. Dạ. Ba bán rau á bà? Dạ. Bán có nhiêu đây hả bà? Đây rau nhà mình á. Dạ. Rau muống nè. Ủa rau muống này là nó rau muống già. Rau muống già. Rồi cái đây để mình mua về cho dịch thôi chứ hả? Ủa sao nó có màu tím? Thì ở đồ muốn cá là nó bỏ ruộng á, đồ đồ á. Dạ. Đồ á. Đang đặt mua người ta ăn nữa. Dạ. Nhà cũng ăn mà. Giống như là rau muống về vậy thôi con ha. Dạ. Dạ. Dạ, non. Ủa sao nó, cái này là màu xanh, cái màu tím là sao con? Cái này con muống của mình hồi xưa giờ. À cái này lan. À, con thấy hồi nãy con thấy con rau muống mà rau muống nó xanh hơn cái gì? Rau muống hột. Dạ. Rau muống này hồi xưa giờ ở mình hồi xưa giờ. Dạ. Còn rau muống nãy ra nó ra là rau muống hột. Dạ. Tỉa còn rau muống này rau muống kiểu như rau muống cầm hồi xưa giờ. Dạ. À, nó mọc ở đồng á hả? Ừ. À, cái này mọc. Đây là thiên nhiên. À, mình không có trồng. Dạ. Hồi xưa cũng trồng chứ. Dạ. Hồi xưa là mình ăn rau đây nè. Dạ. Cái lớp này hồi xưa chưa có đâu, chưa có ăn đâu. Dạ. Mà rau muống hộp là bán ở đây nè, với bán gì cũng có. Dạ. Hồi xưa giờ ở đây nè, mình trồng rau muống người ta ăn. Dạ. Dạ, con thấy ở chợ đó, ở chợ ít trồng, ít có rau này, chỉ có cái rau muống kia kìa. Cái rau muống xanh nè, xanh giống như rau lan nè. À, rau xanh như này đó rồi. Dạ, dạ. 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 Ba, vậy là rau bà đi hái luôn hả bà? Ở nhà hả? Nhà trồng nhớ. À, là bà đi hái hay là bà đi hái ở nhà bà làm hết hay là con bà? Bảo thì ở nhà cũng làm. Dạ, bà sáng là bà đi hái luôn lên đây bán. Rồi bán hết không bà? Hết chứ. Dạ. Dạ. Già lớn rồi lại thì có làm cho vui. Dạ ba chục gì cho bà đi mua rau. Dạ. Đi vui cho ở nhà. Dạ. Dạ. Dạ nói chuyện cho nó vui.
Dạ. Nhà, nhà bà gần đây không bà? Ở trong kìa. Dạ. Nằm chỗ quán đập phía dưới nhà, phía dưới quán Hải á. Dạ. Quán đập phơi đó. Dạ. Dưới quán Hải á. Bà năm nay cũng 83. À, bà 83 tuổi. Rồi mình ra đây là mình đi bộ hay là con cháu chở bà? Con nó chở chứ. Dạ. Cho nó vui. Ở nhà nó buồn hả bà ha? Ở nhà nó. Dạ. Bác gì cho mạnh hết rồi. Dạ. Gặp em cô bác rồi vậy. Dạ. Ở nhà nó thôi đâu có gặp ai đâu. Còn bên đây là chị bán cái gì? Chắc bán dưa leo. Bán dưa leo hả? Chị bán dưa leo hả? Bán dưa leo. À, bán cái dưa đây hả? Dạ, dưa leo. Còn chị bán dưa leo nè. Đây dưa leo làm nhà mình hay là sao chị? Ở nhà. Ở nhà luôn. Ở quê thì có gì đem ra bán? Ừ. Dạ. Để nó qua đó. Dạ. Qua nhà đi. Dạ. Không có sắt. Dạ. Để bạn đi qua mình ta trồng ở nhà ta không có phân thuốc nhiều á. Dạ. Em đi sắt con cô uống. Dạ. Tôi cũng chào bà nha bà. Em chào chị. À, à cái chợ đó là đó người ta xây rồi, người ta bỏ không rồi hả? À. Vô đâu bán, ai vô vô. À. Dạ. Rồi xây bỏ không đó. Dạ. Xây bỏ không mà cũng không dám lên tivi. Dạ. Cho huyện nó khỏi biết. À. Dạ. À, vậy là giờ cái chợ nằm trong đó là coi như bà không đó. Ờ, cũng vậy đó. Bán này thì vô bán cá nó vô mày vô đó mày. Dạ. Vô đó không? Dạ có chứ. Em số chết rồi. Trời ơi. Lậu bí mật hết, lậu bí mật hết rồi. Lậu bí mật hết rồi. Cái gì đâu, thấy gì nó nấy mà. Ồ. Vậy nó bỏ nè. Dạ. Để luôn chứ. Để luôn chứ. Ồ, uổng quá ha. Đây này, cái chợ đây nè. Ồ, chị đi lối nào? Đi vô. Dạ. Đây này, cái chợ bỏ không trong đây hả? Cái này. Cái này xây lâu chưa? Lâu rồi hả? Ồ. Đây là cái chút xíu ở đây. Khi mà xây xong chắc bán lần hai lần rồi tủ mền luôn hả? Dạ. Có người mua. Dạ. Ai đầu vô? Ở xe thành ở xã ta thấy dân chúng khổ. Dạ. Ẩm mà ta cũng sao chứ giờ sao? Dạ. Cho vô bán người mua rồi lấy người ta ăn luôn. Cuộc sống này người ta sống. Dạ. Xây xong rồi đỡ trong đó luôn, tủ mền luôn. Cái này chợ. Dạ. Xã, mỗi xã phải có một cái chợ. Dạ. Như tất cả 45 người chợ được như vậy. Đó đấy. Dạ. Nhiều người ta bỏ không, trong ngày khác người ta bỏ không á. Dạ. Nhiều khi người ta bán chợ chạy đồ á. Hả? Nó tiện. Vô không đâu ai mua đâu. Dạ. Cho nên phải ai mua vô chợ mà ta bán, ai mua sau thì trời. Dạ. Đó. Thôi em chào chị nha. Dạ. Bên này là bán trứng nè. Bên đây là bán hàng ăn cũng hết rồi. Rồi bán dưa, bán chuối nè. Chào chị. Anh cái YouTube anh tên gì? Đúng rồi, Nha Trang Biển Xanh. Dạ đúng rồi. Rồi chị bán cái gì? Bán bánh canh quá. À, bán cháo lòng. Lấy trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Cũng mau vậy chứ. 2 tiếng là hết hả? Đây bán lâu, ở đây bán lâu rồi, bán 20 mấy năm. À, 20 mấy năm rồi. 1 tiếng rưỡi bè bán cơm nè. Ủa chị này là bán cơm. Bán cơm 1 tiếng rưỡi, cái tủ của bé kìa. À, cũng hết rồi. À đi, mình đi tới chút xíu là tới cái chợ nhà nhỏ đúng không chị? Không, hết rồi. Ủa có em nhớ có một cái chợ nhà nhỏ nữa mà. Có chợ Dương Phước ngoài kia nó đem sạc đặt để xây rồi. Ở đây chợ nhỏ là bây giờ hết rồi. Đi, hết rồi hả? Đi chợ có chiều có bán rồi. Đó, ngay xung quanh đó. Ngay đất diện trường á.
Thôi em chào chị nha, chào cả nhà. Bên này vô một cái xóm, à cái lối này vô cái chợ này. Không vô, đây là cái vô cái chợ này. Chợ Diên Hòa. Xây rồi mà, xây rồi thì không có ai bán hết. Giờ người ta bán chợ chạy không à. Chỗ này là bán đại lý gạo, đây là bán đồ điện nè. Đó, Phương hỏi chị này ha. Dạ. Em cũng đi quay làng sớm cho khán giả xem đó mà. Dạ. Dạ không, em đi quay phim. Cái chợ Diên Hòa này xây xong rồi hồi giờ đâu có bán đâu ha. Chợ đó bị sao bắt không lông sao. Dạ. Chắc được bán được mấy ngày. Không, chưa bán ngày nào hết. Chưa bán ngày nào hết. Dạ. À đúng rồi, chị này cũng nói cũng chính xác, chị này cũng nói cũng chính xác nè. Hả? Dân dạ. Nhiều khi đi chợ đi ngoài đường nè, dừng xe là cái rẹt. Dạ. Xe đồ ta đi ngừng qua cái là ta không muốn. Đúng rồi, người ta cũng đâu có muốn vô chợ đâu. Cái chợ xong cái phòng bà Hù. Dạ. Ồ bỏ tiền đây xây bà không uổng quá ha. Bỏ ra đây đất ở đây để mà xuống chợ. Rồi người ta cũng thành cái quen rồi. Ta đi làm gì ta dừng xe tại chỗ luôn mua. Rồi bên đây là bán đồ điện là chắc là của chị rồi ha. À chị này là chị chủ bán hàng đồ điện nè. Cơm điện. Rồi quạt điện nè. Son nè. Này một cái đại lý cũng đại lý gạo cũng lớn quá ha cô ha. Đại lý gạo nè. Gạo Ngọc Hương. Hương Lộ 39, Diên Hòa, Diên Khánh. Chị bán thức ăn chăn nuôi nữa. Anh quay được lên TV không anh? Hả? Có chứ. Có chứ. Lên kênh Nha Trang Biển Xanh á. Lên YouTube đó, lên Nha Trang Biển Xanh này thấy chị nè, thấy cô nè. Mấy đứa mà coi thấy con nó không mày đi bài bác, nó có quay kịp. Cái vui chứ đâu có gì đâu mà, sáng mà. Nha Trang Biển Xanh hả? Đúng rồi, Nha Trang Biển Xanh. À, 6 giờ, 5 giờ rưỡi chị mở lên là có à? Chị đánh là... Mở vô YouTube hả chứ? À đúng rồi. TV á. À, dạ Nha Trang Biển Xanh đó. Dạ đúng rồi, thấy cô nè trên TV luôn. Thấy toàn thế giới luôn nè. Dạ. Cô cũng gần đây luôn hả cô? Tự nhiên mà nó thấy con nó dạ. Kêu mẹ đi. Mẹ đi đâu mà mẹ lo lên trong TV dữ. Dạ trong đây nè, dạ. Là con gái. Dạ. Ready mát chưa? Ủa hả cô ha? Mát. Thôi con chào cả hai cô. Rồi chào chị gái nha. Dạ, Nha Trang Biển Xanh. Dạ đúng rồi. Rồi chào chị đại lý gạo. Rồi.
định miết tha lỡ rồi ra đây rồi núp 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 chi nữa. Hồi nãy lên hình đấy, lên hình ngọt đen nó ngon, giờ vô nó núp rồi. À, rồi thôi không quay nữa, thôi em chào chị cho. À, thôi thôi chào chị gái nha, chị đại lý gạo. Ngay chỗ này là vắng rồi. Bên này là cũng bán đồ điện nè. Bên đây là nhà xay gạo nè. Bên này vô một cái xóm nữa, xóm bên này là bán điện nước. Dạ con chào bà. Dạ con quay phim cho hàng xóm rồi xem làng của mình đó mà. Bên này là chị này bán cháo nè. Ồ bên đây ai ở đây là cái nhà bên đây ra vậy? Nhà đó. À gì đó hả? Vậy là cái kho thôi, đâu phải cái nhà đâu ha, đâu phải là người ta ở trong đó đúng không? À cái kho thôi. Phương tưởng đâu là cái có hoàn cảnh ở trong này. À. Hả? Mình cũng đi quay chỗ này cho nọ khán giả xem đó. Đúng rồi. Anh ở Nha Trang á. Em tưởng anh ở Sài Gòn đúng gì về đây. Đâu không mới gì đâu. Được không? Dạ cũng tạm ổn. Hả? Dạ. À. À, đi bộ. Hình như là em cũng đâu phải là ở đây đâu đúng không? Nghe cái tiếng nói khác. Em ở Nha Trang nè. Em ở Nha Trang hả? À đúng rồi, em ở Nha Trang. À em ở Nha Trang. Em bán cháo này cũng lâu rồi hả? À em bán cháo dinh dưỡng nè. Em cho anh hỏi là cái mình đi qua bên đây là cái con đường nào? Qua một cái xóm nào ở đó? À đi qua bên đây là anh sẽ đi lên Đáp Mã Gò Mây là sẽ đi tới bệnh viện tâm thần. À gì đó hả? À, cũng đi xe đó mình thôi, đi bộ anh mà. Quay dùng cái bà già này dùm em đó đưa lên lỗi bên đây này đi xe không à, xe lắm hả à, đi bộ. Ồ ở đây có một cái nhà thật đẹp quá hả. À. Còn ngay chỗ đây là có cái chỗ nào mà ở xóm vui vui không? À chỉ có mấy nhà như vậy thôi đó, người ta cũng đi làm hết rồi ha. À, đi làm hết rồi. Thôi chào em gái nha. Rồi chào em bán cháo dinh dưỡng nha. Bên này là quán bán bún bò cũng gần hết rồi.
Phương đến điểm này thì Phương cũng xin kết thúc video với bà con cô bác chị. Đến đây thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con khán giả xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.